Nếu một con cá mập lớn bất ngờ nôn ra một cánh tay người, thì hầu hết mọi người có thể dự đoán, có thể cánh tay đó đã lọt vào bên trong con cá mập nói trên theo những cách sau. Thứ nhất, con cá mập đó đã cắn một người và nuốt chửng cánh tay trong quá trình này. Thứ hai, đoán xem, chúng ta thậm chí chẳng ai nghĩ đến lý do thứ hai, bởi điều thứ nhất tôi vừa nói thường là tất cả những gì đã xảy ra. Thế nhưng vụ án lần này không đơn giản đến như vậy. Vụ án cánh tay cá mập. Đó là một ngày giữa thu năm 1935, ngày 17 tháng 4 năm 1935. Một ngư dân tên là Bert Hobson đang thả câu cá cách bãi biển Cogee khoảng 3 km, không quá xa thành phố Sydney của Úc, với hy vọng đánh bắt được nhiều cá. Bất ngờ, một con cá mập hổ vướng vào lưới của ngư dân Bert Hobson. Đây là loài cá mập hổ dài 4 m, nặng hơn 500 kg. Thay vì vứt bỏ mẻ cá của mình, sau khi tháo con vật ra khỏi lưới, người ngư dân đã quyết định mang con cá mập tặng cho thủy cung Cogee để làm triển lãm, nơi nó sẽ trở thành một điểm thu hút đông đảo người dân tham quan. Vào thời điểm đó, thành phố Sydney đang có một vấn đề nhức nhối là nhiều thanh niên chơi đùa trên bãi biển đã bị cá mập tấn công đến chết. Vì lẽ đó, mọi người càng kéo đến thủy cung để xem những con cá mập ăn thịt người đáng sợ. Nhưng vào ngày 25 tháng 4 năm 1935, chỉ 8 ngày kể từ khi vướng vào lưới người, con cá mập đột nhiên bắt đầu có hành động kỳ lạ. Nó đã mất đi năng lượng và cảm giác ngon miệng như khi mới đến cơ sở một tuần trước đó. Nó đang di chuyển một cách chậm chạp quanh bể rộng 25 x 15 phút của mình, va vào tường và chìm xuống đáy bể, nơi nó bơi như thể là có chứa gì đó đang đè nặng xuống. Đột nhiên, nó vặn mình và bắt đầu vùng vẫy như thể đang đau đớn. Sau một hồi vật vã, nó dừng lại, bong bóng biến mất, một vật thể gì đó nổi lềnh bềnh. Đó là một cánh tay con người. Nói chính xác hơn, thứ mà con cá mập hổ nôn ra là nguyên phần cánh tay trái của người, vẫn gần như nguyên vẹn đến mức có thể nhận ra được hình xăm khắc trên đó. Trên cổ tay còn có một sợi dây thừng. Mọi người có vẻ hơi kinh ngạc trước sự việc bất ngờ, thậm chí sợi dây thừng cũng khá đáng nghi. Nhưng như đã nói ở trên, vì thường xuyên xảy ra chuyện người bị cá mập giết chết, nên người ta đương nhiên không có ai nghi ngờ gì nhiều. Tất cả chỉ nghĩ rằng có thể đó là cánh tay của một người nào đó đã xui rủi bị cá mập cắn chết. Nhưng dù sao cũng phải tìm ra danh tính của chủ nhân cánh tay. Thế nên cảnh sát đã cố gắng lấy dấu vân tay trên bàn tay trái kỳ lạ đó. Tuy nhiên, không may dấu vân tay đã bị phá hủy bởi dịch dạ dày của con cá mập có tính axit rất cao. Vì lẽ đó, không thể xác định danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, cánh tay được bảo quản tốt đến mức vẫn có thể nhận ra một hình xăm hai võ sĩ đang chuẩn bị chiến đấu trên cánh tay. Trong khi cảnh sát đang đau đầu tìm hướng đi cho vụ việc này, 3 ngày sau khi con cá mập hổ nôn ra cánh tay, chẳng hiểu vì lý do gì mà những người ở thủy cung Cogee đã giết chết và moi ruột nó ra. Hành động này của phía thủy cung đã phá hủy chứng cứ duy nhất, càng làm cho cuộc điều tra thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, việc làm này của phía thủy cung Cogee cũng đã cho ra kết quả quan trọng, đó là trong bụng con cá không có thêm bất cứ bộ phận cơ thể nào khác. Và bất ngờ hơn, con cá mập hổ kia thực chất không phải là thủ phạm ăn thịt người. Trong bụng con cá mập hổ còn có một con cá mập con khác. Hóa ra, trước khi bị bắt, nó đã nuốt chửng một con cá mập nhỏ khác vào bụng, và cánh tay người chính là do con cá mập nhỏ trước đó đã nuốt lấy. Nếu vậy thì có thể kết luận, con cá mập nhỏ là thủ phạm đã ăn thịt người sao? Thực chất thì không có dấu hiệu nào trên cánh tay cho thấy có liên quan đến sự tấn công của cá mập. Cụ thể, mặt cắt của cánh tay bị đứt ra kia hoàn toàn không hề có vết bị cá mập cắn xé, mà rõ ràng là do bị ai đó cắt lìa bằng một loại hung khí sắc bén. Bây giờ, vụ án biến thành một vụ giết người, chứ không còn đơn thuần là một vụ tai nạn nữa. Câu chuyện này được các kênh phương tiện truyền thông đưa tin và nhanh chóng trở thành tin tức được quan tâm đặc biệt. Nhưng rốt cuộc là ai đã chặt đứt cánh tay rồi vứt xuống biển để cá mập con ăn cánh tay đó, sau đó lại bị con cá mập hổ to lớn nuốt chửng vào bụng? Khi cảnh sát chưa điều tra được gì thêm, thì một ngày nọ, một người đàn ông tên là Edwin Smith liên lạc với cảnh sát. Edwin Smith nói rằng anh ta đã đọc báo và cánh tay đó là của anh trai mình, James Smith, người đã mất tích vài tuần trước. Edwin đã cho cảnh sát xem ảnh. Trong ảnh, cánh tay anh trai Edwin có hình xăm y hệt với hình xăm trên cánh tay nôn ra từ miệng cá mập. Vậy là đã đến lúc sự thật được tìm thấy chăng? Quả thực, sau khi kiểm tra, chủ nhân của cánh tay chính là James Smith. James sinh năm 1895 ở Anh, nhưng vào thời điểm anh qua đời, anh đang sống ở Gladeville, ngoại ô thành phố Sydney.
một tờ báo địa phương đã đưa ra một số thông tin cơ bản về Smith rằng anh từng là một võ sĩ quyền anh hạng nhẹ, sau này thì quản lý một phòng bia. Và người ta cũng đề cập rằng Smith là một người đàn ông dường như không có kẻ thù trên đời. Điều đó có thể không hoàn toàn chính xác, bởi vài năm trước đó, James là một tay cờ bạc bất hợp pháp. Bỏ qua những thông tin còn đang mơ hồ đó, lần theo dấu vết những nơi mà James từng đi qua, cảnh sát biết được ngày 7 tháng 4 năm 1935, James được nhìn thấy lần cuối khi uống rượu và chơi bài với Patrick tại khách sạn Cecil ở Cronulla, vùng ngoại ô phía nam Sydney. Tất nhiên, người cuối cùng James gặp được xem là nghi phạm chính, Patrick Brady, sinh năm 1889. Patrick là kiểu người thuộc thành phần bất hảo khi từng có một vài tiền án. Khi điều tra tên này, cảnh sát phát hiện sau khi James mất tích, Patrick không còn sống ở căn hộ cũ của y. Đáng nghi ngờ hơn, ngày mà James mất tích, Patrick đã thuê một căn nhà nhỏ ở phố Talumbi, Cronulla. Khi cảnh sát đến hỏi, chủ nhân của căn nhà đó nói rằng một tấm nệm và một cái giường thiếc đã bị mất cắp. Cho rằng Patrick đã sát hại James và bỏ xác James vào thùng thiếc. Có thể khi một cánh tay nhét vào không vừa nên Patrick đã cắt nó ra. Sau đó anh ta vứt xác xuống biển, nhưng một con cá mập đã nuốt chửng cánh tay đó. Cảnh sát cáo buộc rằng James đã bị Patrick sát hại và triệu tập Patrick Brady để điều tra. Thế nhưng Patrick không nhận tội và còn khai rằng y đúng là có cùng James uống rượu vào ngày hôm đó, nhưng sau khi uống xong thì chào tạm biệt nhau. Thậm chí anh ta cũng không có lý do gì để y sát hại James. Cảnh sát không thu được gì vì không có bằng chứng rõ ràng. Hải quân và không quân đã được huy động để tìm kiếm quanh khu vực căn nhà nhỏ mà Patrick thuê, nhưng không phát hiện ra thi thể của Smith cũng như bất kỳ manh mối nào. Điều này gây ra vấn đề cho việc truy tố Patrick. Vụ án cánh tay cá mập gần như đi vào ngõ cụt thì đột nhiên biến chuyển với sự xuất hiện của một người. Sau nhiều ngày điều tra trong vô vọng, bất ngờ có người lái taxi đến đồn cảnh sát và tiết lộ ra rằng ông ta đã từng chở Patrick đến nhà Reginald Lloyd Holmes vào hôm mà James mất tích. Điều kỳ lạ khiến tài xế taxi này chú ý là khi ngồi trên xe, vị khách Patrick này luôn tỏ ra rất căng thẳng và lo lắng. Người tài xế này nói, trông anh ta rất bối rối, anh ta cứ đút tay vào túi và đứng ngồi không yên. Rõ ràng là anh ta đã sợ hãi điều gì đó. Người mà Patrick đến thăm nhà là Reginald, một doanh nhân nổi tiếng ở Úc, một tỷ phú thường hay quyên góp từ thiện và có nhiều đóng góp tích cực, được nể trọng trong xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hắn ta thực ra là một tên trùm buôn ma túy và lừa đảo núp bóng dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp đóng tàu tại vịnh Lavender. Theo kết quả điều tra, Reginald đã nhiều lần thuê James thực hiện các vụ lừa đảo bảo hiểm, bao gồm một vụ vào năm 1934. Trong đó, một tàu tuần dương được bảo hiểm quá mức có tên là Pathfinder đã bị đánh chìm gần Terrizo. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu thực hiện các hoạt động phạm tội với Patrick. Reginald cung cấp chữ ký mẫu từ khách hàng, Patrick sẽ giả mạo sếp để lấy số tiền nhỏ đối với tài khoản ngân hàng của họ, mà sau đó Patrick và James sẽ rút tiền mặt. Vậy là cảnh sát có đủ lý do để nghi ngờ rằng cả James và Patrick đều làm việc cho Reginald, nhưng do có bất đồng về tiền bạc nên James đã phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ mọi mảnh ghép trong vụ án bí ẩn có vẻ như đã bắt đầu liền mạch. Vì một lý do nào đó, Reginald phải thủ tiêu James và ra lệnh cho Patrick ra tay tại một căn nhà nhỏ ven biển. Vấn đề là không có bất kỳ vật chứng nào, cũng không có căn cứ gì để triệu tập Patrick. Ngày 16 tháng 5 năm 1935, sau khi suy nghĩ, cảnh sát quyết định lấy cớ bắt Patrick vì tình nghi làm tiền giả, một tội danh không liên quan gì tới vụ án hiện tại. Reginald cũng bị triệu tập vì bị coi là nghi phạm. Chỉ cần một trong hai thú nhận tội ác, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, Patrick và Reginald nói rằng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau và Patrick không hiểu tại sao cảnh sát cứ điều tra mình về vụ án không hề liên quan. Và như lời khai ban đầu, bản thân y không biết gì về vụ việc này. Không thể bắt giữ hai người này quá lâu trừ khi tìm được bằng chứng. Thế là cả hai đều được thả ra. Dù thực chất cảnh sát vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi nhằm mong tìm ra chút kẽ hở quan trọng nào đó. Ngược lại với mong muốn của cảnh sát, họ còn phải kinh ngạc khi chỉ vài ngày sau khi được thả ra, tên Reginald lái thuyền ra vịnh Lavender rồi dùng súng tự kết liễu. Phát súng vào đầu làm hắn ngã xuống biển, nhưng chẳng ngờ lại không lấy đi mạng hắn. Kỹ năng dùng súng chưa thành thục cộng với xương trán cứng nên hắn không chết mà chỉ ngất đi. Để rồi một bên cổ tay vướng vào dây thừng nên hắn không bị chết đuối mà lồm cồm leo lại trên thuyền. Cảnh sát lúc này cũng đã xuất hiện sau một cuộc rượt đuổi thuyền 4 giờ đồng hồ trên biển. Mãi sau khi kiệt sức, Reginald mới chịu đầu hàng và để cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện. Sau khi hồi phục,
Reginald đồng ý hợp tác để điều tra, đồng thời hứa khai hết mọi chuyện. Hắn nói với cảnh sát rằng Patrick đã giết James, chặt thịt James và cất vào một chiếc giường rồi ném xuống vịnh Gunamata. Sau đó, Patrick đã đến nhà Reginald, cho Reginald xem cánh tay của James vừa bị chặt đứt và đe dọa giết Reginald nếu anh ta không nhận được 500 bảng Anh ngay lập tức. Reginald cũng thừa nhận rằng sau khi Patrick rời khỏi nhà, anh ta đã đi đến vùng ngoại ô Maroubra ven biển Sydney và vứt bỏ cánh tay của James. Nhưng không phải có điều gì đó kỳ lạ ở đây sao? Thật vô lý, bởi cánh tay của James khi được phát hiện lần cuối thì vẫn đang có bị trói bằng dây. Và nếu Patrick đến nhà Reginald đe dọa thì sao lại tỏ ra lo lắng và căng thẳng? Hơn nữa, theo lời khai của người tài xế taxi, Patrick đã đi tay không khi đến nhà Reginald, không cầm theo gì khác. Dù lời khai mâu thuẫn trước sau, nhưng Reginald đồng ý hợp tác, cảnh sát nghĩ sẽ thu thập được nhiều chi tiết hơn. Đáng tiếc, vào ngày 11 tháng 6 năm 1935, ngay trước ngày ra tòa, Reginald đã thực hiện một hành động bất ngờ. Cụ thể, vào buổi tối muộn hôm đó, Reginald rút 500 bảng Anh từ tài khoản của mình và rời nhà, nói với vợ rằng anh phải gặp một người. Reginald cũng rất cẩn trọng khi cùng vợ đến tận cửa của chiếc xe Nash Sedan của mình. Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy Reginald đã chết trong ô tô của mình ở Hickson Road, Dales Point, vùng ngoại ô của thành phố Sydney. Theo báo cáo của cảnh sát, Reginald đã bị bắn 3 phát ở cự ly gần. Hiện trường vụ án cho thấy Reginald đã tự sát. Nhưng có giả thuyết cho rằng tên Reginald đã tự thuê sát thủ giết mình vì muốn gia đình hắn được hưởng phần bảo hiểm. Dù vì lý do gì, thì ở thời điểm đó, điều quan trọng hơn xảy ra đó là cái chết của Reginald đã đặt dấu chấm hết cho sự mất tích kỳ bí của James Smith. Luật sư bào chữa cho Patrick đưa ra quan điểm rằng chỉ có duy nhất một cánh tay thì không thể chứng minh đây là một vụ giết người. Có khả năng James còn sống ở đâu đó và chỉ bị mất một cánh tay vì ông ta vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường. Cảnh sát không thể tìm ra thi thể của James hay bằng chứng nào chứng minh y có tội, thế nên mọi chuyện càng bế tắc. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải thả Patrick ra vì không đủ chứng cứ buộc tội. Y tiếp tục sống cuộc đời vui vẻ và vô tội cho đến 30 năm sau và qua đời vào năm 1965. Cuối cùng, hình xăm trên cánh tay đã giúp các nhà điều tra tìm ra danh tính James nhưng lại không đủ để có thể đưa họ tìm đến chân tướng của sự thật. Đến nay, vẫn còn nhiều đồn đoán về vụ án cánh tay cá mập. Một số người cho rằng James còn sống và là người đưa tin cho cảnh sát. Còn một số người nói rằng thực sự không phải là Reginald hay Patrick, mà lại là Eddie Wayman, một ông trùm băng đảng thuộc dạng tội phạm nguy hiểm nhất ở Úc những năm 1930. Vì rõ ràng thật khó hiểu khi một người cũng là một doanh nhân thành đạt như Reginald thì có lý do gì để làm việc cho một băng nhóm mà trong đó y không phải là chủ. Rốt cuộc, đâu mới là sự thật? Chẳng có ai trả lời được. Chỉ biết rằng câu chuyện về con cá mập, về cánh tay có hình xăm và hai vụ giết người chưa được giải quyết không chỉ thu hút các tòa án và khiến dư luận hoang mang mà còn trở thành nỗi trăn trở kéo dài trong lịch sử pháp lý của Úc, đến mức sau này được viết thành truyện và nhanh chóng được dựng thành phim.